quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Lâm Khánh Chi chia sẻ hình ảnh thiệp cưới của 10 cặp cô dâu chú rể đồng tính khiến công chúng tò mò. Giấc mơ tổ chức đám cưới cho những người thuộc cộng đồng LGBT của Lâm Khánh Chi đang dần trở thành sự thật. Nữ ca sĩ vừa tiết lộ thiệp cưới siêu hoành tráng của hôn lễ có 102 tại Việt Nam này. Theo thông tin phía Lâm Khánh Chi tiết lộ từ trước, đám cưới tập thể của 10 cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 1, 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ chi phí tổ chức ước tính trên 2 tỷ đồng sẽ do vợ chồng Lâm Khánh Chi bỏ tiền túi hoàn toàn. Mới đây, người đẹp cũng vừa chia sẻ hình ảnh thiệp cưới hoành tráng cho hôn lễ đặc biệt sắp tới. Thiệp cưới của 10 cặp LGBT được Lâm Khánh Chi tiết lộ mới đây. Theo thông tin trên thiệp cưới, thảm đỏ đón khách sẽ diễn ra vào lúc 17:30 cho đến 19:00 ngày 11 tháng 1, 2020. Sau đấy, phần lễ long trọng diễn ra và 10 cặp cô dâu chú rể đồng tính là nhân vật chính trong ngày trọng đại. Lâm Khánh Chi còn tiết lộ có 2 cặp đôi bí ẩn không xuất hiện trong thiệp cưới sẽ tạo ra bất ngờ cho hôn lễ. Lâm Khánh Chi và chồng bỏ ra hơn 2 tỷ đồng để thực hiện đám cưới tập thể cho người thuộc cộng đồng LGBT lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi cũng mời 4 MC sẽ dẫn dắt chương trình tiệc cưới là MC Minh Quân, Quỳnh Hoa, MC Long Nhật và Lý Triệu Dân. Một số quy định trong tiệc cưới này bao gồm trang phục quy định 2 màu trắng đen, khách có thiệp mời mới được vào bên trong hôn trường. Vợ chồng nữ ca sĩ cũng chuẩn bị 10 cặp nhẫn cưới, 20 chiếc vòng phong thủy cùng một số quà cưới khác cho các cặp đôi. Ekip tổ chức được Lâm Khánh Chi cập nhật chi tiết. Để thấy được mức độ đầu tư chỉnh chu của cô cho ngày đặc biệt này, rất nhiều khán giả đang mong chờ tiệc cưới dành cho 10 cặp đôi LGBT lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam sẽ ra sao. Đám cưới cho các cặp đôi LGBT là giấc mơ của Lâm Khánh Chi ấp ủ từ rất lâu.